Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá về sức mạnh của một chú rồng đang ở trong Divine Bát, nói chung là vào cuối mùa bát này rồi các bạn ạ. Đây là một chú rồng thuộc thế hệ mới và giống như là chú rồng Divine Bát thần tài mà chúng ta cũng đã có review qua các bạn ạ. Chú rồng Arcana Will Dragon. Đây là một chú rồng trong bát thuộc thế hệ mới sau những chú rồng Redemption có skill đặc biệt nha các bạn. Và trước đó là những chú rồng Redemption có nội tại hồi sinh. Thì bây giờ là đến lượt những chú rồng mà chúng ta thuộc dòng là Arcana nha các bạn. Ok, thì không biết rằng sức mạnh của chú rồng này có giống với lại chú rồng thần tài được trước không? Có skill đặc biệt như thế nào và bộ hệ ra sao, cũng như là sức mạnh khi mà chúng ta thực chiến. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá về sức mạnh của chú rồng này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xem thử là chú rồng này chúng ta là chú rồng thứ mấy nha. Đây, thì khi mình gõ tên ra thì chúng ta phát hiện đây là chú rồng thuộc là thứ hai trong bát nha các bạn. Ở đây thì chú rồng thứ nhất sẽ là chú rồng này. Đấy, là chú rồng thần tài nha các bạn. Và chú rồng này sẽ là chú rồng thứ hai. Wow, vừa nhìn thì nói chung là chú rồng này chúng ta có tới tận là 5 sao luôn các bạn. Wow, một video khám phá chắc sẽ rất là hay đây. Ok, và bộ skill thì trời ơi, có tới 2 skill đặc biệt các bạn ạ. Vừa nhìn là biết, nhìn vào 2 skill đặc biệt và nhìn vào quả tên là chúng ta biết nick của ai rồi các bạn. Đúng rồi, đây là nick của bạn Văn Đạt, hay nói chung là còn gọi đệ tử của mình các bạn ạ. Bạn Đạt thì chúng ta sẽ có nhiều pha rất là ảo ma Canada. Ví dụ như chú rồng này thì thực tế luôn với các bạn là chú rồng này chỉ có một skill đặc biệt thôi, và đó là skill ở vị trí đầu tiên, và những skill còn lại thì khá là bình thường nha các bạn. Giống như vị trí thế này phải là vị trí của skill hệ lá nha, đang trend skill hệ lá nè. Trời ơi, nhưng ở đây là trend cho chú rồng khác nha các bạn. Thì đây là một nick khác của bạn Văn Đạt nha các bạn. Mình không biết là nick cũ mà chúng ta gọi là thường hay review với cái sự ảo ma Canada thì ra sao rồi. Ok, thì cái này hình như là môi trường có sẵn ở trên đây rồi. Nhưng mà bây giờ thì bạn Đạt chúng ta chuyển qua nick này rồi, và nick này cũng có gọi là tên là Văn Đạt luôn các bạn ạ. Đấy, chắc là đây mới đúng là nick mà bạn Đạt chúng ta sẽ là đầu tư lên này các bạn ạ. Đấy, vừa nhìn là biết có sự đầu tư rồi. Mình sẽ kiểm tra lại một số chú rồng khác nha, để xem thử là chắc chắn về cái điều mà mình gọi là đang nghĩ có giống như vậy không. Ok, nếu là nick trước kia mà chúng ta gọi là review của bạn Đạt, các bạn chúng ta sẽ có một cái đặc sản, đó là đặc sản nói chung là chị em dual perception, thì sẽ có là dual là boiler mình các bạn nha. Mắt nai mắt đỏ sẽ rất là ghê gớm. Nói chung là sẽ kêu ghê lắm các bạn. Vậy đây là nick khác rồi. Đích thị là nick khác rồi nha các bạn. Chứ còn gọi là nick kia thì chúng ta sẽ có cái màn đặc sản là nói chung là assassin đến tận cùng các bạn ạ. Quá ghê gớm. Rồi ok, thì nay chúng ta sẽ đến với lại chú rồng này. Và nói chung thì cũng là một chú rồng năm sao, cho nên là sẽ có những cái gọi là cái gì đó nó khá là hoành tráng nha các bạn. Để xem sơ qua về nick mới của bạn Đạt nha. Đây thì chắc là nick mới rồi, thấy level cũng thấp, và thì những chú rồng nói chung là 5 sao thì đa phần những rồng ta gọi là like được nè, và chú rồng ta đánh ở trong rừng các bạn. Có lẽ nick này là trước đó ít được đầu tư, nhưng bây giờ thì chắc là đầu tư khá là mạnh rồi đấy. Ok, chú rồng này đã lên được level 40 và 5 sao, đang là cày rank nha các bạn. Và skill của chú rồng này sẽ là The Dam, nói chung là tăng lên width với cái lượng dam. Nói chung là hình như là kiểu giống như là cái lượng đam chúng ta, nói chung là kiểu máu càng thấp đam càng cao đi các bạn ạ. Có phải vậy không nhỉ? Ui rồi, nhìn cái dòng mô tả này thì chắc là vậy rồi các bạn ạ. Đấy, thì có thể chúng ta sẽ vào test để xem là có đúng là như vậy không nha các bạn. Đây sẽ là hình thái khi mà lớn của chú rồng này. Đây là hình thái trẻ con nha. Thôi chúng ta gọi là biến lớn đi các bạn ạ.
Rồi, ok, về bơ thì wow, ghê nhỏ. Đầu tư luôn cả ba cái bơ vào chú rồng này luôn á. Trời ơi. Thiệt sự thì những chú rồng mà chúng ta gọi là hiện tại nói chung á, là bình thường mình gắn mỗi chú rồng một bơ được rồi. Thì vì 3% máu với 9% máu thì nó cũng gần như là như nhau thôi các bạn ạ. Trong những trận chiến đỉnh cao thì khả năng cao là chúng ta cũng bị gọi là đơm đấy các bạn ạ. Mà nếu là chú rồng này có skill này thì nên để là 3% máu. Tại vì khi chúng ta hồi sinh xong còn 3% máu chúng ta gọi là chơi skill đặc biệt. Ui rồi ôi, ta nói đam nó sẽ là ngon các bạn ạ. 9% chú rồng này hồi sinh càng nhiều máu thì nói chung là bất lợi các bạn. Bất lợi chỗ là vừa tốn bơ mà không phát huy được nhiều cái skill của mình. Đấy, thay vì vậy chúng ta gắn bơ cho những chú rồng gánh tem khác thì cũng ok nice các bạn ạ. Ồ, cây lên đây luôn các bạn. Đây. Ảo ma Canada này các bạn ạ. Nhà live gọi là chúng ta bay được ở trên cái khung luôn. Trời ơi, đây nè, hai cái nhà này chúng ta gọi là bay lên trên đây luôn nè. May mà nick của bạn Đạt, cái cây này nó vẫn còn ở dưới đây các bạn ạ. Mỗi lần cái cây gọi là bứng lên đây luôn, mình thấy số khổ thiệt sự các bạn ạ. Nó còn cái gì Ảo ma Canada chúng ta xem luôn đi. Nick của bạn Đạt là phải có các bạn ạ. Đặc sản rồi, không chạy đâu hết. Ồ, vậy là chưa có nhiều các bạn ạ. Mới có một số hiện tượng nhà bay thôi. Đấy, thì mình cũng nói luôn các bạn một cái vấn đề cho các bạn ta gọi là đỡ thắc mắc nha. Đó là mình thì không có kỳ thị hay là mình không có phân biệt về cách chơi của mỗi người. Mỗi người chúng ta có những cái cách chơi khác nhau và đều có sự trả giá và sự đánh đổi. Vậy nên mình luôn hướng mọi người theo gọi là quan điểm là chúng ta không phân biệt dù có phải là người chơi gọi là nạp, người chơi hack, hay người chơi tool, hay người chơi cài chay thì chúng ta gọi là đều có sự tôn trọng nhất định nha các bạn. Và mình á, thì nick của mình chơi thì mình vẫn sẽ hướng theo cái phong cách là cài chay không nạp không hack thôi. Còn những nick khác mà mình review thì mọi người chơi theo cách nào cũng được. Đấy là quyền tự do của mọi người nha các bạn. Không phải là vì mọi người chơi theo kiểu này mà kiểu kia mà mình gọi là ngại review thì đó là không đúng với quan điểm của mình nha các bạn. Nói gọi là thẳng ra với các bạn như vậy luôn. Còn nếu các bạn mà muốn được như nick của bạn Đạt thì có bí thuật các bạn ạ. Và bí thuật này là bí thuật gọi là phần mềm thứ ba thôi. Cho nên là chúng ta cũng không có đào sâu nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho chú rồng này vào trong. Trời ơi, cái gì vậy trời. Chắc đây là sai lầm tuổi trẻ các bạn ạ. Đánh hết cái quét này luôn á. Đấy, cái quét này luôn còn gì đánh được. Ôi dồi ôi, có cái quét đây nè. Nói chung á là mấy cái quest này á, mình đánh tới chỗ là Epic Verirat thì được rồi. Kiểu mà lỡ đánh thì ở đó thôi. Chứ còn mà chưa đánh thì thôi đừng đánh luôn các bạn ạ. Để dành để đánh kia cho nhanh. Đấy, nhưng không sao đâu. Ok, nói chung là lỡ rồi không có hồi lại được các bạn. Có một cái viên thuốc nào mà nó hồi lại cái quest thực sự không đánh nữa. Trời ơi. Oh, bạn đàn chúng ta cũng có một chú rồng đây nè. Điều ghẻ, trời ơi. Đại tướng, ok, đại tướng là chú rồng này nha. Và đây là chú rồng mình đặt, chúng ta cũng cày trong đây các bạn nha. Rồi, xem mình trên tay nhanh cho các bạn chú rồng này xem sức mạnh là như thế nào. Yeah, năm sau nhưng mà nói chung mới level 40 và lại là tu vi rank chưa có định phong. Cho nên là cũng khá là khó trong những cái pha giao danh này đấy. Chú rồng đại tướng rồi, chú rồng nào mà ngon ngon thì chúng ta không có bờ xin đâu. Chúng ta dồn hết cho chú rồng này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi skill đặc biệt luôn nha. Xem các bạn thấy cái đỡ chúng ta gọi là đỡ ghiền các bạn ạ. Now, skill đặc biệt kết thúc ra đi đâu. Oh, đúng là cái skill là đam tăng rồi. Nhưng mà chú rồng này đam sẽ là cái lượng tăng sẽ nhiều hơn so với lại là chú rồng bên kiểu như là của chú rồng Lieutenant nha các bạn và những chú rồng khác. Thì chắc là cái này là sự ưu ái các bạn ạ. Oh, hồi trong vòng 3 lượt trên 2 skill thì hai cái đều hồi với nhau chứ không làm việc đâu. Để cho tự đánh thì thường thường là chơi skill bình thường. Không có bị gọi là áp vào đà thì sẽ gọi là không có tung hoài một chiêu nha các bạn. Ví dụ như là cái skill này cũng là skill này nha mà mình train 4 chỗ. Nói chung là dùng gọi là bí thuật của bạn Đạt đấy. Bạn Đạt train được 4 chỗ như là skill hệ gió ấy. Thì khi mà mình đánh ấy, mình để cái nó tự đánh ấy, thì nó gọi là tự chơi một cái skill rồi nó tăng cái lực tôn lên tăng đấy. Nhưng mà được cái là chơi được chứ còn mà hai skill trend như này thì cũng như không các bạn ạ. Không biết là nó sẽ phát huy tác dụng vào trong cái việc gì. Nhưng mà bây giờ chú rồng của bạn Đạt nó lên được run bạc ba các bạn ạ. Ok, và như thế thì mình lỡ đánh cái quét đó của bạn. Ôi sao quét còn dài mà. Có sao đâu, không sao đâu.
rồi giờ này vô đây đánh. Và đã có một chú rồng gọi là Ascend luôn các bạn ạ. Quả ghê gớm. Và có chú rồng này là 70 để mà chắc thắng. Dragon có lẽ nào là đang đánh chìa khóa Dragon nhỉ? Dragon không phải. Mình tốt các bạn ạ. Dragon đang 4 sao rồi thì ráng đánh lên 5 sao luôn. Trời ơi. Ok, thần đèn rìu ghẻ. Ôi trời ơi, văn đạt. Trời ơi. Rồi kiếm băng. Văn đạt Init. Chắc là vậy các bạn ạ. Đại tướng ra tết bá tước. Kỳ sĩ rồng bỏ hung bóng ma. Ok. Giờ thì chắc là điều hình như vậy luôn nhỉ. Tại vì cũng không trách chú rồng nào gọi là cho đại tướng vô đi. Yeah, ba chú rồng này là ba chú rồng ở trong bát luôn các bạn ạ. Trời ơi. Bộ ba chú rồng bát tái xuất. Đại tướng chơi đi nào. Sẵn tiện thì skill đại tướng sẽ là một skill đặc biệt. Và đó là skill khi mà chúng ta đam lên đối thủ đấy. Đấy, nếu mà cái lượng khoan sao mà đọc cái mô tả skill nó gọi là nó rất kỳ đấy nhỉ. Knock out, y knock out, ông bành y knock out kỳ gió. Mình nhớ là skill của chú rồng này là kiểu mà đối thủ gọi là kiểu là lượng đam, giống như kiểu là đọc cái này là kiểu như lượng đam sẽ đánh tới đối thủ tiếp theo nếu như đối thủ hiện tại chúng ta bị knock out là bị bay màu đấy. Nói chung là cái tác dụng của nó vẫn là tác dụng là đánh vào đối thủ, lượng đam dư sẽ trừ cho gọi là chú rồng kế tiếp. Thì đó là như vậy nha các bạn. Ok, giờ cho chú rồng này vào chiến đi. Nhân vật chính ra tay 71k. Cứ đánh tôi đi rồi anh sẽ thấy cái cảnh. Ok, để tới chú rồng này. Hãy xem đây. Nhất kiếm thiên địa. Chắc là chí mạng luôn á. Khoan từ từ các bạn. Nhát kiếm này sẽ là phá toái hư không nè các bạn. Hãy xem cái sự lợi hại của phá vân kiếm tẩu đây. Xem đây. Trời ơi, đòn đánh đại đế bao nhiêu phần trăm đây? 116%. Ui rồi ôi, 105k kỳ gió đó. Ủa. Khoan, kỳ hơi kỳ các bạn, hơi kỳ. Mình nhớ chú rồng này là khi mà chúng ta nổ đam kiểu giống như là máu thấp đấy các bạn. Đam nổ lên cao cộng vào cao lắm mà. Kiểu mà cao lên phải 200 mấy luôn á. Sao giờ có 116 nhỏ? Kỳ quá trời luôn. Trời ơi, trước có review như vậy mà. Còn về chú rồng này nha các bạn. Chú rồng này là chú rồng Ascend. Và sẽ có một cái skill là... Ôi, Ascend này là Ascend dòng 2 các bạn. Không có skill hy sinh thần thánh mà cũng là skill trừ đám đối thủ. Trời ơi, con rồng sợ B là kia các bạn ạ. Ôi không sao, nhưng mà Ninja Star đi. Thì kiểu như vậy đó các bạn. Sao kỳ thế nhờ. Kỳ ghê ta. Kỳ quá các bạn ạ. Mình sẽ test lại cái đó. Rồi chú rồng mình nhớ là đam block lên là đam gọi là máu thấp, đam lên cao lắm. Cao hơn Lieutenant, cao hơn mấy chú rồng kia nhiều. Kỳ dở ta. Hình như là trước xài siêu này có bị mất máu nhỉ. Ui. Cái này có gì đó, cái gì đó sẽ sai các bạn ạ. Thử test lại các bạn. Giờ đầy máu nè, đầy máu nha. Skill đặc biệt cộng vào 108 đam. Ờ, thế thì mất nhiều máu vậy vậy cộng nhiều đam chứ. Thì thế này các bạn ạ. Nói chung là nếu như mà chúng ta đọc theo cái dòng mô tả đấy các bạn ạ, thì thực ra là cái lượng, nói chung là kiểu mà cái lượng sát thương này thì nó bù theo cái là kiểu mà lượng máu đã mất của chú rồng kia các bạn ạ. Mình thử xem có đúng không nha. Cho chú rồng kia gọi là mất nhiều máu. Khoan xem mà đánh có xuyên gọi là bơ phượng hoàng không. Xuyên mơ phượng hoàng, yeah. Trời ơi, xuyên qua chú rồng kia. Đây, thì chú rồng này còn miếng máu. Giống như đấy các bạn. Ở kìa, hồi kêu 3 lượt. Lâu quá trời luôn á. Đây, đánh xuyên nè. Xuyên nè. Đó, trừ đam là xuyên qua chú rồng bên kia. Cái này xuyên này cũng có cái lợi mà cũng nhiều lúc cũng không có lợi mấy các bạn ạ. Đây là skill đặc biệt của chú rồng gọi là Ascend nữa chứ. Thì thành ra là chú rồng này kiểu không có được như là ngon bằng chú rồng Ascend thế hệ 1 các bạn ạ. Kiểu chú rồng Ascend thế hệ 1 á, thì có cái hy sinh thần thánh. Mặc dù mất 70% máu nhá, nhưng mà đam cao, đam S3 là người lên rồi hồi máu nữa, tác dụng nhiều, sợ B tốt. Mấy chú rồng này thì kiểu là đánh đỡ tiếc thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó là cái lượng đam của chú rồng này. Thực ra là trong đây mô tả thì chúng ta gọi là đam tăng khi mà lượng đam, nói chung là
kiểu như là lượng máu của đối thủ đấy các bạn. Nếu đối thủ bị chúng ta đánh đam vào mất nhiều máu đó thì chúng ta sẽ gọi là cộng nhiều phần trăm không? Sẽ đúng không nha? Trời ơi, ủa? Trời ơi. Không đúng luôn các bạn ạ. Cái gì đó? What? Cái gì đó? Mà tính theo cái lượng máu của mình đó. Sao mà nó đánh kỳ cục đó? Trời, cộng cái lượng máu cộng vậy thì còn đâu gọi là hay là bị phích lại rồi. Trời, hay bị phích lại rồi ta. Thôi thôi, để mình test lại các bạn. Cái này nó bị sao ấy. Rồi mình test lại nha. Hồi ba lượt lâu quá trời luôn. Hình như chú rồng gọi là kêu mình đâu có hồi lâu như vậy đâu nhở. Hồi skill 3 lượt là hơi lâu luôn á. Rồi mấy chú rồng kia có chú rồng 3 lượt. Nhưng mà nếu mà vậy chú rồng chiêu này phải mạnh chứ. Trời ơi. Sao dỗ nắm sao các bạn ạ. Làm lại các bạn. Lần này chúng ta phải gọi là xem thử 9% máu sẽ lên được cái phần trăm là bao nhiêu. Chứ sao chú rồng kia cũng lên gần 150 chứ. Chú rồng mình nhớ đợt trước là 200 mấy luôn mà. Sao nó lại như vậy? Sự chơi skill này có xuyên không? Không xuyên kiên các bạn, chiêu này không có xuyên kiên. Không xuyên kiên nè. Hơi lạ. Tới mình là tắt lại các bạn. Rồi, đánh tôi đi. Trời ơi, đánh quá đau đớn luôn các bạn ạ. Đây, giờ là hồi sinh với máu khoác. Máu này cũng ít mà. Hồi sinh. Rồi, 8. Giờ hồi sinh với 9% máu nha. Thì sẽ là như thế nào? Lên skill, cộng vào 215. Ôi, tính ra là cái sự gia tăng cái sức mạnh của chú rồng Arcana này các bạn. Arcana này á thì phải là với cái lượng máu thấp thì cái phần trăm cộng vào nó mới nhiều được. Còn cái lượng máu mà kiểu mà hao hao kiểu vậy á, cộng vào quá ít luôn các bạn nhá. Tính ra là thôi xong bằng đạt rồi. Tính ra là ta bỏ 3% gọi là hồi sinh vào là hợp lý rồi các bạn ạ. Bạn ấy nhét vô 3 viên bơ luôn. Vừa gọi là mất thiếu cơ động mà vừa gọi là tốn bơ nữa chứ. Ôi dồi mà chú rồng này nâng lên 5 sao nữa rồi chứ. Trời ơi. Khá là đau các bạn ạ. Bạn Đạt mà xem xong video này chắc bạn Đạt đau lắm. Thực ra thì mình cũng có hồi xin không nhỉ? Hồi xin. Không xem quảng cáo mà gọi là xong rồi, xong rồi, chết bạn Đạt rồi. Mất một game oan uổng rồi. Báo đời Lorico các bạn ạ. Không được, chúng ta phải chiến thắng. Không, hào quang nhân vật chính, không. À, thì nói chung là vui vẻ không bảo nhé. 8 game đó. Còn có 20 game cuối cùng nè. Thôi qua báo Arena đi, báo đây nữa. Tội bạn Đạt, thiệt sự các bạn ạ. Sao mỗi lần mình vào review mà tài nguyên sao mà lúc nào cũng xài hết dở, không biết đâu. Gọi là bình thường tài nguyên kiểu lúc nào cũng gọi là trong tình trạng là thiếu thốn hết các bạn ạ. Không biết Đạt làm gì luôn. Có game rồi mua kem á. Đây đang đánh ở trong đây các bạn ạ. Cấm luôn rành nước. Cấm luôn hệ nước là cấm luôn chú rồng kia rồi. Còn đâu mà lấy nhân vật chính ra đánh nữa. Thôi bảo bạn Đạt nốt 8 game đi nãy đánh thua không cam tâm. Để bạn Đạt đánh thua chứ bạn Đạt tức lắm, bạn Đạt cay lắm. Tiếng đánh thua. Đấy, cho nên bạn Đạt cũng ủng hộ mình là xài 8 game y gọi là sư phụ giúp con trả thù. Ok, sư phụ đã lắng nghe được tiếng nói của con. 8 game nói chung là với mọi người không nhiều nhưng với con là nhiều lắm. Đây có 28 game mà. Rồi ok, sẽ gọi là để cái sự hy sinh game của bạn Đạt là xứng đáng nha. Tại vì đang làm đang nhiệm vụ Arena, đang nhiệm vụ language chứ. Thì cũng cho bạn Đạt nói chung là cũng lên điểm để lấy uy tín với clan cũng được. Đấy. Đâu, nãy ai gọi là dám gọi là đánh mất một game của bạn Đạt đã mất một game rồi mà còn không cho win đâu. Đây vô. Đây đúng rồi các bạn. Phải chơi tới bến thôi. Commit detonation, năng lượng tăng, sức mạnh tăng, rất là căng. Đấy, nó phải là như vậy các bạn, nó phải là như vậy. Đồ sát luôn. Xin gọi là một vé nhân vật chính để gọi là bạn Văn Đạt commit đồ sát. Đồ sát. Khoan, hình như là nó đồ sát không nổi các bạn ạ. Bên kia dù gì cũng gọi là thứ dữ các bạn. Có bao xin không? Có luôn á. Thì giờ đến phiên mình. Ok, đồ sát nè. Rồi, sẽ chớm được chú rồng kia rồi các bạn ạ.
Ui da, hãy trả giá đi nào. Sao chưa trả giá được các bạn ạ? Đồ xác này. Ồ, nó phải như vậy, 136k luôn. Ui dồi ôi, cần ba nhưng phải có hào quang nhân vật chính giúp phẹt một phát nha các bạn, không là còn cái nịt. Ok, hay quá, quá hay luôn các bạn. Không biết là bạn Đạt chúng ta còn chút rồng nào vui vui nhỉ? Hồi trước bạn Đạt cũng có, nói chung nick kia các bạn, nhiều chú rồng Redemption rồi chú rồng gọi là skill ngộ nghĩnh, skill gió rồi có cả luôn là chú rồng group, hai group time đấy, cũng skill đi đụng các bạn. Ôi không biết bao lâu chúng ta gọi là mới bạn nick của Đạt mới gọi là trở lại với thời kỳ ảo ma như trước. Chim lõ được lắm, chú chim lõ, hãy xem sức mạnh không lõ của chúng ta đây. Cân được không nhỉ? Tsunami hay lắm, 31k tiếp đi chim lõ, tiếp chiêu 36k tiếp tục. Lần này thì không thể chạy thoát được, không lối thoát. Tsunami đó là thực ra nó là đại sóng thuần đấy các bạn ạ. Rồi xong luôn, hay bé cưng. Ôi trời ơi, cái gì vậy? What, trời đang gọi là có cơ hội mà kiểu cái lâu lắm rồi mới được cái dịp mà lượng máu nó thấp vậy luôn để chơi skill luôn á, tự nhiên không reload là sao? What, cái gì vậy trời? Rồi thua luôn cái trận này luôn, là mất luôn một cái gọi là cái lượt để bằng Đạt chúng ta đánh liên tục luôn, là game của bằng Đạt chúng ta gọi là đổ xuống sông luôn. Trời sao mà lại reload xong thinh lúc này là sao? Sao nào mở ra cho mình đánh phát để xem cộng bao nhiêu phần trăm không? Trời buồn ghê các bạn, sao lại bị rùi đông sông thinh này, lạc hỏi bằng Đạt các bạn. Trời mấy giờ rồi, tối rồi, khuya rồi. Sư phụ bảo để sư phụ làm video mà, hay là do gọi là chú rồng kia thấy đánh còn máu thấp quá, sợ mình chơi skill đam lên ảo quá cho nên là cho mình rùi đông sông thinh nhỉ, chứ không phải là do bằng Đạt vào nha. Có thể là như vậy các bạn ạ. Tại sao lại như vậy? Rồi chuyển qua gọi là 3G, 4G thôi chứ giờ này sao mà phải vào được nữa. Vô đi trời. Đúng là một cái sự gì đó mà nó khá là đau buồn luôn các bạn ạ. Chờ nãy giờ có cái phút huy hoàng để mà cho các bạn xem cái lượng đam nó như nào. Khó khăn lắm mới lên được như vậy. Thế mà đau thiệt sự các bạn ạ. Đau quá đau luôn. Xem có chuyện gì xảy ra không. Mất một lượt mà còn hai ải, trời ơi tới luôn các bạn, tới công chuyện luôn, báo quá báo. Đó, thế mình đánh lại trận lúc nãy, có ra lại cái tình cảnh khi nãy không nhỉ? Thôi đánh người mới đi, người cũ gọi là nhắc lại chỉ thêm đau thôi các bạn ạ. Không sợ skip game nữa nha, bằng gọi là 8 game được rồi. Bên kia có nhiều chú rồng giống nhau kìa các bạn ạ. Tsunami, mong chú rồng này cũng đánh mình với cái lượng máu gọi là thấp thấp như vậy á. Đánh đi trời, đánh đi, đánh tôi đi, trời chiếm lấy tôi đi. Tại sao vậy? Đó là mình xem cái lượng máu nó phải thấp hơn kìa, phải 1k mấy á. Sao đây còn nhiều chán. Kệ đi, chơi à, mình đã có gắn bơ nè, 12 bơ sát thương nè. Đảm bao nhiêu đây? Lên 189, 71k. Quá ghê gớm. Sao mà bên kia còn máu vậy? Phải quá kia gớm chứ mới đúng chứ. Chứ còn hệ bua thì không có gọi là kia được rồi. Rồi mình đam bình thường là bao nhiêu nha. Nãy 71 nha. Giờ mình đam bình thường nè. Đam 1k nha. Xem bao nhiêu. 33. Vậy tính ra là máu thấp như vậy là đam được skill gần kiểu gấp đôi luôn các bạn ạ. Mà đây tại vì cái skill đó là 1k, để skill là 2k nha. Thì skill trend lên thì hiện tại đang hơn gấp đôi, nhưng mà trend lên thì chắc là gấp đôi thôi. Ok. Vô. Nói chung là máu phải thấp cơ các bạn. Máu phải thấp lên, máu phải thấp. Ôi là thấp mới được. Đấy, phải thấp thì kiểu mà hồi sinh 3% máu thôi. Mà nếu được á, xuống còn mười mấy cây máu, còn mười mấy giọt máu hay một giọt máu. Trời ơi, nữa. Thôi các bạn ạ. Ok, và cái lại video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau luôn nha. Người đâm sông thình rồi mít các bạn ạ. Ok, sau đó gặp lại nhau, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn, các em chia sẻ cho thầy đi.